Chiều thứ bảy là lực quần áo thấp bóng bảy. Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy. Dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách thưởng thức cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây.